tin nóng ngày 30 tháng 3 của Ban Việt ngữ Đài Cho Tự Do. Việt Nam có 203 ca COVID-19, 55 ca được chữa khỏi. Hà Nội triển khai các kế hoạch cho giai đoạn nguy hiểm của COVID-19. Việt Nam News dừng xuất bản báo giấy vì phóng viên nhiễm COVID-19. Bộ Y tế Hà Nội vào chiều ngày 30 tháng 3 thông báo có thêm 9 ca bệnh COVID-19, nâng tổng số trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 từ đầu mùa dịch đến nay lên 203 ca. Trước đó, vào 4 giờ chiều cùng ngày, Bộ Y tế Hà Nội thông báo số ca được chữa khỏi ở Việt Nam là 55 trường hợp. Trong số này có thêm 27 bệnh nhân SARS-CoV-2 được chữa khỏi tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương ở Hà Nội, thêm 3 bệnh nhân được chữa khỏi tại Bệnh viện Dã chiến ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả những trường hợp vừa nêu sẽ tiếp tục được cách ly tại địa phương và theo dõi tình hình sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo. Thống kê của Bộ Y tế Việt Nam cho thấy, tính đến lúc này, số người đang phải cách ly tại bệnh viện là hơn 710 trường hợp, hơn 32.700 người được cách ly tập trung và hơn 31.800 người đang cách ly tại nhà. Thủ tướng Chính phủ Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 30 tháng 3 lên tiếng kêu gọi tỉnh nào ở tỉnh đó, nhà nào ở nhà đó. Phát biểu của người đứng đầu Chính phủ Hà Nội được đưa ra tại cuộc họp thường trực Chính phủ, nghe Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 báo cáo tình hình và đưa ra các quyết sách. Ông Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi các cơ quan bố trí cho cán bộ làm việc tại nhà qua máy tính, hạn chế đến cơ quan, ngoại trừ các trường hợp trực quan trọng hay không thể vắng mặt. Vào chiều ngày 30 tháng 3, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đồng ý công bố dịch COVID-19 trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Ông Nguyễn Xuân Phúc cũng đồng ý với các đề xuất của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, gồm cơ bản dừng vận chuyển công cộng và các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm không giới thiệu hoặc không triển khai gói bảo hiểm liên quan đến bảo hiểm đối với bệnh COVID-19. Hà Nội đang bước vào giai đoạn nguy hiểm của dịch COVID-19. Đó là nhận định của Chủ tịch Thủ đô Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại cuộc họp về phòng chống dịch diễn ra ngày 30 tháng 3 và được truyền thông trong nước loan tin. Theo tin tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết số ca nhiễm COVID-19 tại Việt Nam có xu hướng tăng lên trong những ngày qua. Hiện Hà Nội có 71 ca dương tính, trong đó 46 người nhập cảnh, 25 người lây thứ phát tại công cộng và điểm nóng nhất tại Hà Nội là Bệnh viện Bạch Mai với 26 trường hợp dương tính. 6.898 người chưa qua 14 ngày tiếp xúc với người nhiễm vẫn đang bị cách ly. Tuy nhiên, ông Nguyễn Đức Chung cho rằng sẽ có trên 10 ca nữa chuẩn bị công bố tại ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai. Và theo ông, đó chính là sự nguy hiểm trong thời gian đến. Với dự đoán trên của Chủ tịch Hà Nội trong ngày 30 tháng 3, Hà Nội đã quyết định thành lập thêm khu cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Quốc gia tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất. Đồng thời, Chủ tịch Hà Nội cũng yêu cầu Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố sử dụng 5.000 test nhanh, triển khai ngay việc xét nghiệm nhanh vì test này có kết quả trong 10 phút và thông qua việc lấy mẫu máu. Ông Chung giao Sở Y tế lập 10 tổ, đặt 10 trạm test nhanh trên địa bàn, nhưng trước mắt sẽ thực hiện các phường quanh ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai. Báo Vietnam News vào ngày 30 tháng 3 năm 2020 thông báo dừng sản xuất báo giấy trong 2 tuần tới do có một nữ phóng viên mắc COVID-19. Theo thông báo chính thức của tờ báo này, thời gian tạm dừng xuất bản từ ngày 31 tháng 3 năm 2020 đến ngày 15 tháng 4 năm 2020. Trước đó, vào ngày 29 tháng 3, Bộ Y tế Việt Nam xác nhận ca bệnh số 183 mắc COVID-19 là nữ phóng viên 43 tuổi, địa chỉ tại Trung Hòa, Cầu Giấy, có tiếp xúc gần khi phỏng vấn bệnh nhân số 148 vào ngày 12 tháng 3 năm 2020. Đây là trường hợp đầu tiên một phóng viên tại Việt Nam nhiễm SARS-CoV-2 trong quá trình tác nghiệp. Tin cũng cho biết, ca bệnh 148 lưu trú ở Ô Trợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội là một người 58 tuổi quốc tịch Pháp. Bệnh nhân là du khách từ Pháp đến Việt Nam vào ngày 12 tháng 3 năm 2020 trên chuyến bay VN-018. Từ 12 tháng 3 đến ngày 19 tháng 3, bệnh nhân có đi đến nhiều điểm ở Hà Nội. Từ ngày 19 tháng 3 đến ngày 24 tháng 3, nữ phóng viên của báo Vietnam News tự cách ly tại nhà sau khi có kết quả dương tính với COVID-19. Bệnh nhân được đưa vào cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khỏe ổn định. Sáng ngày 29 tháng 3, các lực lượng chức năng quận Cầu Giấy đã dựng rào chắn, bố trí lực lượng để cách ly nơi ở của nữ phóng viên của Vietnam News là tòa nhà 34T trên đường Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Tuy nhiên, sau khi phun khử khuẩn toàn bộ tòa nhà 34T, đến tối ngày 29 tháng 3,
cơ quan chức năng đã tháo dỡ rào chắn ngăn chặn cách ly tại khu vực tòa nhà 34T Hoàng Đạo Thúy. Vừa rồi là một số tin nổi bật của ngày hôm nay. Cảm ơn phần theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Điểm tin tối mai cũng ngay trên kênh YouTube và Facebook của Ban Việt ngữ Đài Cho Tự Do. Xin chào và chúc quý vị một buổi tối bình an.